Major General Barrow is a patriot. He runs UNIDAD, the Bolivian military police force from main operating base Jaguar in Florida Oro. When Santa Blanca first arrived in Bolivia, they went to war with UNIDAD. Innocent civilians got caught in the crossfire. The death toll was tremendous. Barrow had seen a lot of death in his life and was desperate to bring peace back to his country. So he brokered a backroom deal between El Sueño and the Bolivian government. UNIDAD agreed to look the other way and let Santa Blanca run their business. In exchange, the cartel promised to keep their killings to a minimum. Obviously, the results have been a mixed bag. The relationship between Santa Blanca and UNIDAD is tense. Now that Bolivia has become a full-fledged narco state, I believe that he is starting to regret his decision. Major General Barrow is either one of our most dangerous enemies or our greatest ally. There's only one way to find out which. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình tên là Nghĩa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Ghost Recon Wildlands. Và hôm qua tới giờ mình có hơi chậm trễ được một ngày rồi. Tại vì mình không có ra clip vào ngày hôm qua. Và hôm nay mình đã lên lại. Vậy thì mình có một số vấn đề mà mình muốn giải thích với các bạn vào trong ngày hôm nay, đó chính là mình có một số nâng cấp nhỏ về cái máy vi tính của mình. Và mình có chỉnh sửa một tí. Và từ đây sắp tới các bạn sẽ có gameplay của Ghost Recon nó mượt mà hơn và nó đẹp hơn nhiều. Và chúng ta sẽ không bị giật lắc này nọ nhiều nữa như hồi đó. Tại vì driver kiểu thì bây giờ mình cũng đã chỉnh sửa được, cũng khá là ổn định rồi. Thì chúng ta có thể chơi, hiện tại là mình đang chơi cho nó có mức 2 setting chứ không phải là medium setting như trước nữa. Thì ảnh nó sẽ đẹp hơn nhiều. Và mình đã hạn chế hết mức có thể và test rất là nhiều trong cả ngày hôm nay. Và mình chạy sáng tối chạy công việc quá trời. Và cho nên chúng ta mới có những cái đoạn gameplay như thế này tốt hơn những tập trước, coi thoải mái hơn. Nếu các bạn nào thích cái series này của mình, các bạn hãy bấm like và subscribe channel phía dưới để mình có thêm động lực để làm thêm nhiều clip hơn nữa. Tại vì cái series rất là dài và mình đang rất là cố gắng để cải thiện nó hơn. Và đây là một series mình cũng khá là thích và càng kéo dài được nó là càng tốt thôi. Thì mấy bữa nay thì có nhiều bạn nói mình là nên thử cái cây MK17 đây đây, hiện tại mình đang cầm đây. Và đã gắn suppressor, cây này cũng bắn cũng khá được. Bóng nó nào cũng khá là thoải mái. Mình cũng khá là thích so với cây G28 của mình. Vấn đề mình thích cái cây G28 của mình ở chỗ là nó tiện dụng hơn nhiều, bắn tại vì nó là sniper rifle mà. Cây này là assault rifle, cây súng trường, cho nên mình nếu mà mình ưu tiên mình vẫn ưu tiên cây súng kia hơn. Tuy nhiên thì hôm nay thì do là mình chơi mới cho nên mình thử cái súng khác luôn. Thì bây giờ gameplay nó sẽ mượt hơn, chúng ta sẽ không bị kiểu như là lag là do vấn đề CPU nó chạy bị throttle cái kiểu, cho nên chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều. Next to the container, see? Nó còn thằng chưa spot nữa. Cái nào đâu ta? Tức là lần này chơi mình đã bật nhiều cái setting hơn để xem nó có khác gì không. Nó ở dưới hay là nó trong này vậy ta? Cái thằng kia mình không thấy đâu á. Chắc là phải có một thằng ở đây nữa nè. Mà mình không thấy, cũng không thấy nó đâu luôn. Trốn đâu kỹ vậy ta? Nghe chắc là hết rồi đó. Spot được 3 thằng rồi sao ta? Target's marked, standing by for go order. Roger, target acquired. Ready. Call the shot. Để mình check thêm một lần nữa coi. Chắc không có ai rồi. Hostile killed. Xử lý quá là ngon ngọt. Mình nghĩ là chắc là mấy anh kia là dưới hầm rồi. Cho nên chúng ta sẽ đi xuống dưới hầm để làm tiếp nhiệm vụ hôm nay luôn. Nhiệm vụ hôm nay là chúng ta sẽ đi đánh cái công tướng. Data center may be down. Đúng rồi, hình như là dưới hầm, hình như vậy.
mình cũng không muốn bị phát hiện như này đâu. Cái nhiệm vụ này mình đã làm rồi và mình biết cái đường vô ngay phút này, tại vì mình đang replay là tại hôm qua giờ mình có ngồi mình test một số thứ về cái máy cho nên mình có ngồi chơi qua. Hiện tại là mình chơi cái này mình còn bật vi sinh nữa cho nên nó sẽ không đi quá 60 fps, nhưng mà nó sẽ mượt mà hơn khi mà mình chơi này nọ, kiểu thoải mái hơn nhiều. Mình là thích chơi có vi sinh hơn là không có. Tuy nhiên thì nếu các bạn nào chơi các bạn theo mình nhớ là như các bạn bật thử thử gì càng cao á thì mình quên mất cái tên thì các bạn sẽ không cần vi sinh nữa. Là lúc đó nó một cái trong đó nó có đóng cái vai trò giống như một cái vi sinh luôn rồi. Rồi để mình coi mình check lại sau. Đây đường tụi nó dưới này. Whoa. Just spotted one with submachine guns. Here's the terminal with access to the main system. Do you know how to do this? Quá nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng. We're good, man. Mình đang coi drone mà nó chạy ra nó coi mình luôn. Không còn một thằng nó đâu đây phải. Thế là mình chơi rồi nhưng mà cũng không có nhớ cái vị trí. À, nó spot giùm mình luôn. Enemy spotted. Có vẻ khu này hết rồi đó. Mình muốn cũng chỉ muốn đảm bảo thôi. Cũng thấy lạ là để coi. Target set, ready to assault. Tụi này nó còn tuốt trên nóc nhà mà không hiểu sao nó bắn xuống dây được hay thiệt. In position, target's marked. Just say the word. Mình sẽ đợi cho nó. Lost the target. Mình sẽ chờ cho nó mót được hai thằng xong mình sẽ vô bắn hai thằng này. Có vẻ này có vẻ khá là xa cho nên mót không được. Mặc dù là mình thấy nó đứng tốt trên đầu mình. ¿Cuándo se largará este maldito calor, hijo puta? Tranquilo, chambón. Target lost. ¿Qué tanto y mejor disfrute? Ủa, thế quái nào mà nó mót được hồi nãy hay vậy ta? ¿No cree que el gobierno debería apoyar más? À, thằng này nó bên ngoài. ¿Qué opinar de eso? ¿Entiende? Nó chuyện nhà ta. He's history. Estoy seguro que están aquí. Quá đẹp. Good shooting. Let's clean up and move on. Người ở bên dưới kia sẽ còn cho mình để xử lý đây. Lên hack cái rồi chạy ra, hoặc là mình sẽ cho Ghost đi xử lý này đi. Cũng hợp lý chứ. Target acquired. I'm in. Pull security while I upload these files to Bowman. Get ton of data here. They're on alert. Data transfer. Tụi kia nó sẽ bắt đầu nó vô. Thế nào cũng bị phát hiện. Fucking hell. You're in trouble. Get down. Ôi, sao nó bắn mình đây? Wow, nó đứng ở trên, À, ơi!
Mình không thấy nó luôn ta. Ồ, giờ nó kêu xe vô, nhưng mà chúng ta chỉ cần bảo vệ khu này trong vòng 1 phút thôi là ngon rồi. Mà mấy thằng này nó cũng khá là ngầu ở chỗ là một khi mà nó đã cứu mình đó, là lát các bạn đứng lên là bạn nó thấy, bạn sẽ thấy là nó xử sạch mắt với mấy thằng xung quanh. Ồ, nhanh vậy. Biết con thanh niên nào vô nữa không ta? Đây. Thôi mà khoan, để mình chơi. Đó, vậy đi cho nhanh. Lúc nào mình cũng gắn cái này vô. Nếu mà nó hơn cái cây G28 của mình á, là ở chỗ là ở shop rifle các bạn có thể gắn thêm cả cái bom này nữa, grenade launcher, thì bạn sẽ tiện hơn nhiều. Là mấy xe này bạn vô bạn xử lý một phát cái một là xong. Xong. We're good. Bowman's got everything worth getting. Let's go. Đây chỉ cần ra khỏi chỗ này thôi. Nãy mình vô hướng nào giờ mình ra hướng đó thôi vậy. Ủa mà nãy mình vô hướng nào ta? Như nãy mình đi cái cầu thang này xuống rồi phải. Chúng ta cũng chỉ đang bị phát. Nó biết chúng ta ở đây thôi chứ nó không biết cái vị trí cụ thể thôi. Và nếu mà chúng ta giữ lâu thì chúng ta sẽ thoát khỏi chỗ này mà sau đó sẽ biến mất luôn. Cầu hàng này dài phết đi. Xong, xong nhiệm vụ rồi. Giờ phải leo tường ra ngoài lại thôi. Quá easy. Rồi, nó lót rồi, ngon rồi. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo của cái nhiệm vụ này để mình làm đủ, mình quay đủ luôn. Và để mình nói luôn cái sơ sơ về cái nhiệm vụ, những cái tập tiếp theo mình sẽ quay như thế nào. Tại vì chúng ta sẽ có thằng boss chùm đây, thì sẽ có 4 boss xung quanh con này: El Muro, El Cardeno, El Yayo và The Beauty Queen, Head of Smuggling. Mấy con này là nắm quyền luôn, đã đứng sau El Sueno. Và thậm chí là Blablaga cũng chỉ là mấy thằng ngồi giữa, nó chỉ là under boss thôi, tức là dưới con mini boss. Có thể là bốn thằng này sẽ là mini boss và con này là dưới cái under boss, thì cái đó cũng khá là dễ hiểu thôi. Thì chúng ta phải giết mấy thanh niên xung quanh ngoài trước, rồi chúng ta giết cái thằng giữa thì chúng ta mới có thể đánh được cái thằng này. Cái nhiệm vụ của thằng này chỉ mở khi nào chúng ta giết cái thằng này thôi. Và có lẽ là nếu mà mình xử lý cái tập này nhanh á, mình có thể đụng sang Blablaga hay là có thể làm để cái tập tiếp theo, ví dụ vậy. Ok, xong nhiệm vụ rồi, chúng ta sẽ làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo của ông Floor General Barrow. Cái tại do cái này mình chơi rồi nhưng mà mình chưa có quay. Làm nhiệm vụ tiếp theo thôi. Anh em ơi, xong lên. Và nhiệm vụ này chúng ta sẽ đi tìm chúng ta vô một cái khu trại của Unidad. Chứ mà nhà tù của Unidad, thì chúng ta sẽ tìm chỉ huy của bên kháng chiến The Rebel để giúp chúng ta cho một số công việc, kiểu như là tìm thông tin. Cái chỗ này cũng khá là khó vô đó, có sniper nè. Mấy này thì chắc không cần spot đâu, thì cứ bắn thôi. Unidad bird approaching, stay down. Hey, an Unidad soldier. Tell me where. Near the parking area. Ok, để mình vô cái nhà này mình spot chứ đi đã anh. Sniper, top of the tower. Chúng ta có khá là nhiều sniper đó, để mình lướt sơ sơ qua cái. Đây nhà tù đây, chúng ta phải vô được bên trong. Sniper, top of the tower. Sniper khá nhiều.
Thấy cái trụ này lúc nào cũng có lên bắn tỉa đứng hết á. Mình nghĩ chắc cái thằng kia nó đứng 6 miếng rồi, mình không có spot. Để mình coi còn mình spot thiếu ai không. Spot hết luôn để cho chúng ta đảm bảo chúng ta đi vô. Cái khu này có lẽ chúng ta sẽ không cần quan tâm. Cũng hơi là mình upper pin khá là nhiều cho nên có thể thoải mái. Vừa mới nói được hết pin. Ủa, công nhận nhiều vãi luôn á. Chúng ta sẽ xử mấy thằng sniper trước đi. Tức là mình để mình sao mình xử hàng bên này rồi để cho đồng đội mình xử mấy hàng bên kia. Thường là sniper là luôn cái mục tiêu mà mình quan tâm nhất. Ready to engage. Tango down. Đó. Tức là chúng ta phải cần cái nòng ngắm đêm để chúng ta có nhìn. Khá là đẹp. Vấn đề làm sao để vô được bên trong đây nè. Cái này không biết cái cửa nó vô được không, nhưng mà chúng ta có cái cửa mở đây. Ngon rồi. Sao mình thấy bên đằng sau cái xe nó có một cái mod mình nghĩ chắc đứng nó rơi đâu đây. Đúng rồi. Nghi lắm. Đó, quá trời luôn. Got a tango. Coi thằng đang tiến lại gần. Có là để con mình coi đi, mình đi đường vòng được không? Thằng kia nó ngồi trong đó nó coi chương trình gì luôn. Còn đây có sniper, nếu mà mình bắn hàng kia hai này sẽ để ý. Ok, nếu mà để mình bắn này đi. That's a kill. Hold up, they're gonna spot you. Suspect rồi. Chúng ta phải đi làm nhanh lên. Mình nghĩ là tụi nó nghi ngờ rồi. Nên chúng ta phải kệ tụi nó đi hẳn vào trong luôn. Sẽ có... Ơi Sniper. Get back before they make it. He's history. Hàng kia đằng sau bức tường rồi. Còn mình tiến thẳng vào cái nhà tù luôn cho rồi. Wow, đây có thằng, một thằng đứng canh. Với một thằng ngồi đằng đây nữa thì phải. Yo, grunt with the submachine gun, next to the prison building. Ôi, quay. Tụi nó hết nghi ngờ rồi, nhưng mà tụi nó vẫn chưa phát hiện được, ha. Mừng quá. Con này mập quá, để cho team xử lý đi. I've got the target. Tangles are marked. Standing by. Roger that. Target marked. Sniper, say the word. Tower. Còn thằng đâu đây nữa, hình như trong nhà này thôi vậy. Cái này mình ráng phải unlock được cái thermal vision cho control. Nhìn nó sẽ dễ chịu hơn nhiều. Tại đó không phải hẳn là dễ chịu đó mà là nhìn là thấy liền luôn. Tại vốn dĩ bây giờ mình không thấy ai được, cái phần là trong
khó nhìn nhận ra là nó đang ở đâu. Mặc dù mình chỉ thấy nó spot trên kia thôi. Ba hàng spot được rồi. Opening fire on these shitheads. We're right out of the cage. Ooh. Sniper down. Ôi, sao tự nhiên phút cuối bị phát hiện rồi ta? Nó nãy giờ đi đi hoàn hảo lắm luôn rồi đó. Just hold on to your shit, man down. Giờ phải chạy vô đi tìm nữa. This should be our guy. Let's see what he knows. Oye, ven. Rồi rồi. ¿Qué carajo pues? What the fuck is going on here? Đây đây đây, hàng này. Estoy seguro que alguien vendrá a rescatarme. No dispare. ¿Qué carajo? Who the fuck are you? We're your best chance of stopping these motherfuckers. I'm looking for General Barrow. Mierda. I used to be on that pendejo staff. He came to my birthday party once, but he's a cocksucker now. Where do we find him? No sé. I don't know where he is. But he has a daughter, the only family that viejo has left. She's a government paper pusher in some speck of a village in Flor de Oro. What the hell name does she use? Ah, Erendira. Erendira Buendía. You can use her to get to General Baro. Gracias. Good luck. Thằng này nó cho chúng ta vị trí của con gái của ông đại tướng Baro. Cũng khá là ok. Nói sao chỗ này giờ tối thui vậy ta? Công nhận để setting lên cao cái gì nhìn gì cũng tối. Nhìn nó khác hẳn mấy lần trước mình chơi. Thì làm sao để ra khỏi cái chỗ này đây? Như nãy mình vô hướng này thôi. Tôi chỉ còn đi ngược cái hướng mà chúng ta vô thôi. Mặc dù là nãy tụi nó đang báo động nhưng mà thôi kệ. Nó đi đường này không ổn rồi. Có đường nào ổn hơn cái đường này không ta? Không ổn rồi, không ổn rồi. Okay, we're still good. I got a lone Unidad captain. The parking area, see? Target, Roger. Target acquired. Hết hồn. Vãi công nội. Lên sẽ tăng ngồi luôn mới ghê chứ. Đúng là thả mấy ông này ra anh. Là một cái vấn đề khó khăn á. I'll drive. Thiết nghĩ là mình đi mấy chiếc này nó hay hơn. Không hẳn ra ngoài luôn. Ready, call the shot. I don't have a shot. To the market, Jeeves. Nó không quan tâm luôn. Nó không quan tâm là mình lái nguyên chiếc xe này của nó đi ra ngoài luôn. Hay vậy. Lúc nào cũng có. Chúng ta sẽ định vị cái ông captain của Unidad Santa Blanca informer. Let's keep this clean and by the numbers. Diga, you have something. Chúng ta nghe lén được luôn nè, đó. That last chip was mierda. Chúng ta sẽ không cần phải vô trong đợi mình làm cái nhiệm vụ này rồi và ông lát hồi ông sẽ lấy một cái xe ông chạy ra ngoài và ông đi tới cái chỗ mà địa điểm hẹn sẵn của ông. I wonder how many assets Bowman has out here. Hell, if they're playing on our team, I'm not gonna complain when we gotta go save them. True. We find the Unidad captain and kill the cartel in Portland. Okay, mình sẽ đợi cho ổng đi ra ngoài, cái này cũng khá là lâu đó. Ổng một phải nói chuyện giờ ổng mới bắt đầu đi ra ngoài. Mà chúng ta đi là chúng ta không được để ông phát hiện. Và cái này là chúng ta phải bắn lái nữa. Đi theo tới ổng vô cái chỗ kia nữa.
Ok, giờ ông chưa lấy xe ra nữa. Chúng ta sẽ đợi một lát để ông lấy cái xe ra và chúng ta sẽ đi tới cái chỗ đó. Cái chỗ đó chúng ta sẽ giết cái thằng mà informer, tức là đưa thông tin. Hôm nay là cái này là sao anh cũng không rõ nữa. Đây ông chạy xuống rồi nè. Mình nghĩ là nếu mà mình đi mà cách ổng chừng 100 mét thì chắc cũng không sao. Nhưng mà đừng có gần quá được. Rồi sao giờ ổng cứ cày giật luôn à. Ồ, ổng đợi cái xe kia. Ồ, mém đã bị mấy thằng ngồi Unidad phát hiện. Mình nghĩ cái chỗ này nó cũng không xa lắm đâu. Đi 100 mấy mét là ngon rồi. Cái nhiệm vụ này buộc là các bạn không để không bị phát hiện bất kỳ lúc nào. Mình nghĩ cách 100 mét là ổn nhất. Gần quá cũng không nên. Có nguyên cái chạm Unidad luôn không ta? Chứ nó có thấy mình không? Wow. Tự nhiên có cái chạm Unidad ngay đó rồi ta. Nếu mà chỉ còn chạy ra khỏi đó mà nó mất cái Unibus Patrol Alert thì chúng ta ngon, ok, bình thường, không sao hết. Ok, và chúng ta... tới, ok, ngon rồi. I got another tango. Target number 3. Chúng ta cần giết cái thằng đó là xong rồi. I got eyes on the Santa Blanca informer. Let's take him out. Tango down. Tango down. Cartel informer is dead. Our Nox and Unidad are safe. Ok, ngon. Quá đẹp. I got a target carrying submachine guns. Bắn xuyên cửa luôn. Ngon vãi. Chúng ta đâu còn với thằng Captain đâu. Chúng ta chỉ cần giết cái thằng mà nhiệm vụ nãy thôi, thằng Farmer thôi là. Tại sao bọn này tại mình muốn giết cho đủ mà. Một phát nghe mà, nghe body. Tango down. Đó, xong. Số chúng ta thì xong zombie. Bắn qua hơi. Thì chúng ta sẽ phải đi tìm cái bà này trước. Tại cái lần tên nhiệm vụ hồi nãy thì chúng ta cũng đã có hỏi cái thanh niên trưởng chỉ huy của bên Rebel. Và ông ấy cho chúng ta cái vị trí của bà này. Và để chúng ta thể dụ được bả ra thì chúng ta muốn dụ được bà này ra thì chúng ta phải ở lộn dụ ông kia ra thì chúng ta phải bắt cái bà này, hỏi bà này mới được. Lúc đầu á mình gặp cái bà này mình cũng nghĩ là chắc bả nhìn cũng đẹp gái thì con của general mà, của đại tướng mà, ai ngờ bà xấu tàn canh má xấu vãi cái đái luôn. Nhưng mà bà là con của General Barrow thì đây là cái cách duy nhất thôi. Why should I believe you? Because you don't have a choice.
Đúng rồi. Tao chĩa nguyên cây súng vào mặt mày mà mày còn còn có quyền lựa chọn nữa thì tao cũng lại. Mày thiết nghĩ là mày nên gọi thì nó sẽ hợp lý hơn. Á, à, chĩa nguyên cái súng lục ngay đầu á. Nó nhìn ngầu quách luôn á chứ. Ừ, chúng tôi chỉ muốn gặp thôi. Má, chỉ muốn gặp một tể tướng, đại tướng của nguyên cái quân đội Unidad. Cái quân đội mà lúc nào nó gặp mình nó cũng muốn giết mình. Hay lắm. Bà đi được rồi đó, tôi cho phép bà đi đó. Settle up. We need General Barrow alive, but I don't expect him to. Thứ hai là chúng ta phải cần phải kiếm một cái xe đã. Buckle up, people. Rồi xe đi mấy em. Mà không thì lát anh cho mấy em teleport luôn. Xe đình, cái gọi là xe đình. Xe này đi rất là ấm cúng lần khác. Nhưng mà lấy mình lát mình làm cái nhiệm vụ kia mình chắc sẽ cần một cái xe nó ngon hơn tí. Xe này chạy nhanh hơn. I don't like leveraging a civilian's life to get the attention of this general. You don't like it. How do you think the general's gonna feel? That girl's the apple of his eye. It's crossing a line. We're crossing a line. We didn't threaten her, did we? Chúng ta đâu có hù nó đâu mà lo. We did not cross a line. Ê, cái đường này khó đi quá. Everybody in this understands ROE don't matter anymore. We're playing by the cartel's rules. Anything goes as long as you get what you're after. Ổng ra chúng ta một cái vị trí để chúng ta gặp ổng. Tốt hơn là ổng nên có mặt ở đó. Với lại là cái cái cục đá này nó né không kịp ta. Cái đường lâu lâu xuất hiện đâu đâu ra mình cũng không biết. This is the RP. Keep your eyes open. I don't trust the big man. Cái này có điểm thú vị ở đây là mình có làm cái video này rồi và cái điểm thú vị khi mà bạn tới gặp cái ông này á là ông sẽ phục kích chúng ta. Và khi mà bạn chưa kịp vô á thì lính nó đâu đâu nó xuất hiện. Đây để mình troll cho các bạn coi thì các bạn nhìn rõ nha, khu này không có ai hết. Không có một bóng người luôn. Lát nữa ninja sẽ xuất hiện, các bạn thấy là nếu có ai thì nó cũng đã màu tím rồi, chỉ mình ổng ở đây thôi à. Hết rồi đó, hết màu tím rồi nha. Đó, lát nữa sẽ có những thanh niên ninja xuất hiện. Ninja. Trừ khi bạn vô cái là bạn nó sẽ lát hồi nó sẽ xuất hiện ninja liền. Cho nên coi nè. General. Đó, ninja nè. Mẹ mày. The general fucked us over. Đó, chưa gì dính 3 sao luôn. Đâu đâu xuất hiện một thằng ninja. Hay thật. Ok, giờ ông lấy xe ông trốn rồi. Này thì phải canh tới mức độ xe boss của cái này thôi. Kiểu gì nó cũng phát hiện. Không có nơi nào chạy thoát được. Ê, quên, ổng chạy cái hướng này. Đổi hướng em ơi. Bắn này nè. Quá hai thằng bắn trực thăng, một thằng bắn này. Bắn từ từ thôi em. Ông sợ ông lao vào hổ xe bây giờ. Whoa, nó nhét có cái bọn ông này vô mà thấy mặt mệt mỏi ha. Damn, that was close. Man down. Lý do tại sao chúng ta sẽ cần một cái xe nào nó ngon hơn để ra khỏi chỗ này. Man down. Ui. Cứ chạy chỗ địa tính.
Để coi mình dắt ổng ra đâu ta. Extract ở chỗ nào, cái đường đâu, chỉ đi đường đi. Trời ơi, sao đi cái đường hướng ngược lại không vậy? Cái đường này nếu mà ra đây còn hướng nào để đi nữa không? Nó có cái ngã quẹo hết á. Chúng ta đành phải đi đường tắt. Nhớ được chứ mình làm nỗi này cũng đâu khó dữ đây vậy. Đó, đỡ phải đi qua cái ngã ba này. Mà chúng ta vẫn ra được cái đường này. Mà mình cũng chỉ mong là cái xe này đừng có nổ, là chúng ta sẽ an toàn thôi. Tại vì mình thấy nó cũng muốn gần bốc cháy rồi đó. Chúng ta còn một cái safe house rồi đó. Chúng ta còn 700 mấy mét rồi. Ôi ôi ôi, đừng có bắn nữa. Tao chạy đây, mày đừng có bắn nữa. Cái xe này cho bò phết. Nữa hả? Sao tụi bay nhây quá vậy? Đừng bắn nữa. Xe nó muốn bốc cháy rồi nè. Thôi, mất con mất tích rồi, tụi nó mất dấu rồi. My daughter, she's nothing like me. She's kind where I am coarse. She thinks with her heart. À, cái xe kia nó đi hướng kia rồi, nó không có dí mình. Rồi quá. Má, xe muốn bốc cháy luôn à. Ashamed of me and my mistakes. She could have hidden from my enemies in England, in España. Instead, she stays in Bolivia, teaching in a course. Quá anh em ơi, cái xe này nó cho bò phết luôn. She's trying to serve my parents. Không ngờ nó cho bò mức độ vậy luôn. Anh em à, chúng ta nghĩ là chúng ta nên mua cái xe mới. Chúng ta nên cảm ơn cái thường dân nào có cái xe này. Đấy, xe này nó cho bò phết luôn, mình cứ tưởng nó nổ giữa chừng rồi chứ. Ai ngờ nó không nổ vậy. I was in La Paz trying to speak to the president when you had my daughter call me. I have known for some time that our relationship with Santa Blanca is untenable, but I could not convince the bureaucrats there of our situation. They wouldn't let you speak with the president. No. And I fear that I revealed my intentions to men and women who are already in the pocket of Sueño. But today, corruption is the Bolivian way of life. I've been trading too many shots with Unidad to feel any sympathy, sir. I had wanted order when I made peace with Santa Blanca. But it is an order fueled by corruption and violence against our citizens. That is my responsibility, and I will help make it right. It's an uphill battle. But if you don't want any more violence for Bolivia, for your daughter, we have to shut this down proper. I may have a few loyal officers who are willing to see things my way. Also, I have a friend, a colonel in the regular army. He may be able to help. But all of this is going to take time. Then let's start now. Ok, và cái ông này bây giờ đã trở thành fan của chúng ta rồi, ông sẽ giúp chúng ta cho một số vấn đề sắp tới. Ok. Ồ, level 17 luôn. Quá ngon. New skill ball, mình skill ball mình giờ tới 20 cái mà vẫn chưa xài được cái nào. Tại mình khá là lười đi nâng cấp ba cái đi lấy đồ này nữa. Cũng không phải là lười, tại vì nó sẽ cho bạn nhiều nhất là những cái xe chở hàng hoặc là cái máy bay mà em cướp, nhưng mà mình không có thời gian để làm cái đó. Mình toàn quay mấy cái cốt truyện không à. Mà thật ra cốt truyện chúng ta cũng còn khá là dài và khá là nhiều. Chúng ta còn một đống chưa xử lý đâu đây nè, đó, quá trời luôn. Rất là nhiều các bạn ạ. Cho nên chúng ta phải xử lý từ từ, chưa có gấp lắm. Chúng ta sẽ gần hạ được cái nguyên 90% security nè. Theo mình biết á, là chúng ta sẽ được phép đánh boss cuối là Blablaka khi các bạn chỉ cần giết 3/5 số mấy ông này thôi, không cần phải giết hết luôn. Nhưng mà mình thì thích làm hết hơn. Thì các bạn chỉ cần đánh 3/5 mày sẽ được đánh boss cuối là boss này, mày sẽ dẫn cái boss này. Thì tương tự với này cũng vậy, 3/5 không cần phải đánh 4 thằng đủ luôn thì bạn sẽ đánh được boss này và đánh boss này. Và các bạn chỉ cần đánh hai con boss thôi, hai con boss lớn này chúng ta sẽ đánh được trận cuối luôn là El Sereno, chúng ta không cần đánh hết. Nhưng
nếu mà bạn đánh hai con boss lớn và bạn đang chuyển sang bạn đánh boss cuối luôn á, bạn sẽ có cái kết cục gọi là kết cục xấu. Game này nó có hai cái kết cục và mình không muốn spoiler mà mình chỉ nói đơn giản vậy thôi. Nếu bạn nào đánh hai này thì bạn sẽ có kết cục xấu, hoặc là chỉ đơn giản là hai người thôi mà không đánh hết á thì sẽ có kết cục xấu, và nếu bạn nào đánh đủ 4 thì bạn sẽ có kết cục tốt hơn. Nói chung nó cũng không khác nhau là mấy, nhưng tùy theo người chơi cảm nhận thôi. Ok. Here's this house. La Plaga's making a run for it. We kill him now so we don't have to kill him later. Move quickly, but don't rush. Got another tango. A baby makes three. Whip's got an alarm. Here's target number five. Tango marked. He's a little close to civilians. They hear the drum. Kill it. Eyes on a narco with a submachine gun. There, inside the hacienda. Yo, cartel heavy machine gunner. The hacienda, inside. We got a couple of narcos next to the pool. I got two Sicarios next to the pool. Fuck it. Target down. I'm moving to position. Target acquired. Let me get into position. Target marked. Say the word. Going hot. Frag out. Get some. He's history. Throwing a simulator. Public garden, watch out. Get to cover, move. It's a creeper near the hacienda. I got you, man. Just hang tight. I'm heading your way. Thanks. Ah!
Weed smoke? It smells more like crack rock. Say what you will about La Plaga, dude knows how to throw a going away party. Tango down. Ya los encontramos. Aquí están estos güeyes. Shit, they spotted us. Órale, cabrones. Hostile down. Got eyes on La Plaga. Let's take him down. Found a tunnel. I'm hearing engine noise. Their lieutenant's trying to escape. Go ahead without me. We're clear on this side. We're not letting this fucker escape. Hear me? Running out. La Plaga's got nowhere left to run. We start taking fire, you put him down. First chance you get. Taking fire. Taking a shot. Garage. I got you, man. Damn, that was close. Shit balls. Tango's near the garage. Get ready. Fire. A copy. Nomad, things are moving fast on Santa Blanca's side of the board. El Muro and El Sueño are at war. Just because Sueño told Muro to kill his own brother? After that, Muro paid Unidad to hit Sueño. Guess that didn't go so well. Not so much. So now we let these assholes wipe each other out? I wish. Unfortunately, Muro is one of our only shots at Sueño. They've been best friends since childhood. We need to know everything he knows. Got it. So we grab El Muro before Unidad slips him out of Bolivia or Sueño kills him. La Plaga down. Repeat, the plague is dead. It's only a matter of time before El Muro finds out his little brother's gone. Hopefully we can deliver the news in person. The Santa Blanca security forces. Run by El Muro, childhood friend and personal bodyguard to El Sueño. El Muro means the wall, as in no one gets over it, no one gets under it, no one gets around it. SBC security forces recruit hard and train harder. Instructors from Israel, South Africa, Russia, and unfortunately, even the good old US of A. Polygraphs, first of every month. Pass, you pick up your paycheck. Fail? Yeah, don't fail. Even so, El Muro has a polygraph system of his own. These Sicarios, AKA gunmen, get intense training in marksmanship, surveillance, driving. Two-thirds wash out to become halcones. The guys who make it get assigned to various regions as enforcers, guards for labs and shipments, hitmen. Some become drivers, surveillance specialists, spies, and torturers. Just below El Muro is Santa Blanca's head sicario, La Plaga, the plague. You may ask, how does a show-off party boy rise to be the second in command of Santa Blanca security? Answer. Sperm. La Plaga is El Muro's little brother. But don't kid yourselves. He's the nastiest motherfucker on the internet. And yes, I have been on 4chan. Don't worry. You'll see what I'm talking about. Muro was outmanned and outgunned, and he knew it. What do you do when you don't have an army and you need one? You buy one. Every officer, like every prostitute, has a price. Give it an El Sueño. It was the right move. I would have done the same thing. But El Muro forgot. Fear is always worth more than money. Francisco Ricardo Munguia. El Muro. The wall. The wall between me and my enemies. The wall between me and death.
We were born hours apart in the same village. As boys, we were as poor as the rats that scrambled across our dirt floor. Our huts in the shadows of the hilltop mansions, where the narco bosses lived like conquerors. El Mudo took a different path. He joined the army. Special forces. He rose through the ranks, helped to protect the local narcos, was paid in cocaine and money along with promotions. When we met again, Francisco, hermano, why are you still in the army? You and me together, we could rule. We will protect each other as we did when we were boys. We will share like brothers. The drone is up. The signal's all bad. They're jamming the drone. Damn it. Guess the rebels are gonna have to go without for a bit. That's a kill. I'll drive. The only reason she ain't complaining is because she's tired of getting fucking balloons. She's happy you forgot so that she wouldn't get no more balloons. Oh, wait. I'm engaging Tango. Your LT's trying to run. Elmuro's on the move. Let's get the motherfucker. We need him alive. I say again, we need that HVT alive. Come here, fuckface. Back off, puto! Get your fucking hands off me! Jesus, I'm a mother! Get the hell out of there! Day we meet a genuine Philly badass. You got wells, I give you that. But you pendejos are just as people on my way to killing El Sueño. Two men like you, being friends. Y'all had to know one day you were gonna try to kill each other. Maybe. True amigos are a rare thing in this line of work. But you can always count on blood. However, between mi jefe and mi hermano, the choice will always be mi hermano. I'm gonna skin that pendejo Sueño and I'm gonna hang his fucking face on the wall. Or like a trophy, you know? Yeah, I get the idea. Are you? I ain't gonna take no trophy when I kill you. That was fucking close.
trouble to send over a vehicle for us. Quédate quieto. Silencio, marche. Go on without me. Let's roll. It, El Muro. Welcome to the end of your illustrious career. I like you, Yankees. You always know how to dream. My cousin Ricardo is one of los desaparecidos. When that sick fuck El Pozolero tells us where Ricardo's body is, it will at least bring my abuela some peace. Coopere y todo saldrá bien. You have anything interesting to say? He's an angry guy, that's for sure. No eres más que una puta. I see what you mean. You want some vengeance against Sueño? I am the means and the way. You just have to start talking. Every word you say is a nail in his coffin. This is why you keep me alive? Eres muy pendeja. Tu gente killed my brother. Shed my blood in this pinche fucking Bolivian wasteland. I don't even have his goddamn body. Now you expect me to help you take down my best friend? What fucking planet do you think you're on? Helping us nab Sueño is protecting yourself. Why would I do that to him? To myself? Ubícate, vieja. We are men out here in the wild. We don't play these pinches Moritos games. I respect Sueño. And if I'm going to respect myself, I'm gonna put him down with my own bullet. De mi fusca, cabrona. And now, I got a bullet for you too, Karen Bowman. My security forces were shattered. I was a king without an army. My generals were dead or captured. I had no defenses, no armor. What use was a gun without a loyal hand to hold it? I had lost the only man I ever considered a friend. And when I asked my partners in Mexico for more sicarios, they refused. I would try to recruit from the gangs in El Salvador and Honduras. One man's war zone is another man's talent pool. But it would take time to train them, to cultivate them. Time I would spend with a target on my back, waiting for someone else to come for the crown.
Ok, và hiện tại là chúng ta đã giết luôn cả em Muro rồi. Và chúng ta xong được cái khu này, cái nhiệm vụ này vẫn chưa có hiện lên. Và mình cũng không biết tại sao lại unlock được cái này. Nhưng mà chúng ta có thể, trong những tập tiếp theo chúng ta có thể đẩy sang một cái nhiệm vụ mới của một cái băng mới rồi, của một cái mảnh khác. Chúng ta hoàn thành xong cái mảnh của Security. Và trong những tập tiếp theo mình sẽ giết từ đường con của cái mảnh tiếp theo. Đây. Và cuối cùng sẽ là Elsu nha, miễn là sao là đủ hết cái kia thôi. Security thì chúng ta giết 100%, còn cái này là bên cái nhiệm vụ riêng, các bạn sẽ unlock vào khoảng gần cuối game. Cho nên hiện tại là chúng ta vẫn chưa có. Và nó vẫn nằm trong đây, nó không có nằm trong cái phần kia. Tại vì nếu mà bạn thấy cái đường chỉ không, nó chỉ chỉ thẳng ở đây. Thì Ricky Sandoval là một cái nhiệm vụ bên ngoài, nó không có chỉ ở đâu hết. Cho nên chúng ta thể làm sau cũng được, không sao. Ok, và có lẽ mình sẽ tạm dừng tại đây và hẹn các bạn trong những tập tiếp theo của Ghost Recon Wildlands. Bye bye. 'Cause I don't go chasing fairy tales, no. That's not how my story goes. I've been down this road before. I've seen the fall.